Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món dưa bắp cải muối chua nha các bạn. Mình làm dưa cải muối để ăn với lại các kèo kho rau răm với lại mấy món kho đó các bạn. Mình có một cái bắp cải, cái này nhỏ thôi, với lại một vài củ cà rốt này cũng loại nhỏ. Mình sẽ dùng đường với lại giấm với lại muối. Nếu mà các bạn muối sổi đó thì mình sẽ dùng giấm. Mà nếu các bạn muốn để lâu thì không cần giấm nha. Mình có nấu nồi nước nóng bên kia rồi, để lát nữa mình pha với muối đó. Bây giờ mình bào cà rốt với mình cắt bắp cải ra. Số lượng cà rốt với bắp cải là tùy theo gia đình bạn ăn nhiều hay ít nha. Nhưng mà đừng có làm nhiều quá. Tại cái này mình làm nó chua lẹ lắm, mình có thể mình ăn sổi trong ngày cũng được nữa. Mình không nên làm nhiều. Nếu bạn thích ăn nhiều bắp cải thì cho nhiều bắp cải, bớt cà rốt lại nha, tùy theo sở thích của bạn. Cà rốt ăn thì cũng tốt, bắp cải ăn thì cũng tốt, cái nào cũng tốt hết. Mình xong cà rốt hết các bạn. Các bạn cũng có thể cho thêm cần nước vô nha. Mình cũng có một ít rau răm. Nếu ăn liền đó, các bạn có thể bỏ thêm cần nước vô nha. Cần nước để lâu không có ngon đâu. Cái này mình để chừng 1-2 ngày thôi, đừng có để lâu quá. Tại vì bắp cải để lâu hết còn tươi rồi. Thà bạn làm ăn sổi đó, mình cho giấm vô để mình ăn sổi. Các bạn làm buổi sáng thì buổi chiều các bạn có để ăn ha. Bắp cải các bạn có thể thái thiệt mỏng hay là thái thiệt dày tùy theo sở thích của các bạn nha. Nhưng mà mình nghĩ là nên thái mỏng ăn ngon hơn. Món này làm không có khác món dưa giá đâu. Dưa giá các bạn ăn sổi cũng làm giống y như vậy thôi. Chỉ có thay bắp cải bằng dưa thôi. Như đây là đủ cho mình rồi. Cà rốt hồi nãy mình rửa trước khi mình bào rồi. Bây giờ mình sẽ đem bắp cải này qua để rửa. Tại vì mình không có chắc là nó sạch. Bây giờ mình sẽ xóc với một ít đường, khoảng một muỗng canh nha các bạn. Để chừng 15-20 phút, nó ra bớt nước thì bắp cải sẽ giòn hơn. Lúc rửa các bạn cho một chút xíu muối vô rửa nha. Bây giờ nó đều đường hết rồi. Các bạn để khoảng chừng 10-15 phút nó sẽ ra bớt nước cho mình. Xong rồi mình rửa nó. Nếu mà các bạn làm kiểu này đó thì nó giòn. Các bạn có thể là dùng muối cũng được. Giống như thường mình làm dưa leo đó. Nhưng mà món này mình không có làm mặn, thành ra mình sẽ bóp với đường thay vì với muối. Được rồi đó, đường đều hết rồi. Thường mình làm sổi, thành ra một lần mình làm như đây thôi, không có cần làm nhiều quá đâu các bạn. Mình không có cần nước, mình ra sân hái mấy cọng hành vô. Có thêm mấy cọng hành nó thơm thôi. Các bạn cũng có thể cho ít hẹ vô nếu các bạn thích nha. Không sao hết, mấy cái rau này mình bỏ thêm vô mình ăn thôi, đâu có sao đâu. Có hành vô ăn cũng thơm. Nói chung là mình bỏ rau vô mình ăn cho đỡ ngán. Bây giờ mình sẽ đem cải này ra qua mình rửa. Các bạn rửa bằng nước ấm nha, nước mà mình nấu nãy giờ đó. Bây giờ nó xuống cũng còn ấm rồi. Bây giờ mình trộn hết tất cả vô. Cà rốt, răm với hành vô luôn. Thấy tô rau là thấy ngon rồi. Có cái tô bự hơn một chút nữa thì trộn sướng hơn. Thường mấy món này mình không biết chắc là cái số lượng rau mình sẽ có là bao nhiêu. Nguyên cái bắp cải nhiều khi mình cắt mình bỏ một ít đó, mình cũng không biết là bao nhiêu. Thành ra mình sẽ dùng giống như mình làm món dưa chua vậy đó. Mình sẽ bỏ vô đây xong rồi mình đong nước. Sẽ đổ nước vô cho nó ngập mặt. Các bạn đừng có nén nhiều quá. Nếu mà mình nén nhiều quá là sẽ bị nát á. Bây giờ mình sẽ dùng cái cốc này mình đổ vô nè. Một cốc này là, cái này là hai cốc là 500ml nước. Nếu mình có tới đây là 1 lít nước đó. Các bạn coi nó chưa ngập mặt thì mình cho thêm một chút nữa nha.
Như vậy là mình dùng 5 cấp nước tất cả. 5 cấp nước là 1250ml nước. Vậy mình biết là mình cần nhiêu đó nước, là mình sẽ đổ nước này ra. Làm cách này thì các bạn biết là mình cần bao nhiêu nước. Mình không phải đoán già đoán non nữa các bạn biết không. Mình cần 5 cấp nước là 1250ml. Làm món này đó không nhất thiết các bạn phải theo công thức nha. Thường thì 1 lít nước các bạn cứ cho 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh vung như vậy nè ha, 1 muỗng canh đường. Mình có hơn thì mình cho thêm một chút nữa. Xong rồi hồi mình nếm lại, nếu mà nó vừa với các bạn á thì mình ngưng. Tại vì cái này tùy theo khẩu vị thôi, các bạn không thể làm theo công thức được. 1 lít nước thì mình cho 1 muỗng canh đi, 1250 thì mình cho thêm chừng nửa muỗng. Nước này là nước ấm nha các bạn, nước mà mình có thể tắm được á, khoảng 70-80 độ, F là khoảng chừng 40 độ C. Ồ tiện đây mình nói luôn, nếu mà các bạn muốn đổi từ độ F qua độ C mà mình đổi kiểu dã chiến á, cứ độ F á thì các bạn chia đôi ra thành độ C nha, không có chính xác 100% nhưng mà nó rất là gần. Ví dụ như là 200 độ F thì là 100 độ C. Hoặc là ngược lại, nếu mà các bạn biết độ C, các bạn nhân đôi lên thành độ F. Mình cứ tính nhẩm như vậy đi. Bây giờ mình sẽ nếm. Các bạn nếm sao cho nó vừa đủ mặn vừa đủ ngọt. Nếu các bạn muốn ngọt hơn thì cho thêm miếng đường. Nếu các bạn muốn nó mặn hơn một chút thì mình cho thêm miếng muối. Nhưng mà mình làm như vậy là nó quân bình đó. Nếu mà mình làm sỏi đó thì mình sẽ cho vô đây một muỗng giấm. Này là giấm gạo nha các bạn. Nếu mà các bạn có nước muối dưa cũ đó, mình lấy chừng một chén mình cho vô đây cũng được nữa. Nó cũng lại chua nữa. Bây giờ nó chưa chua mặn mặn rồi đó. Nó đúng ý rồi. Bây giờ mình đổ vô đây. Các bạn để nước hơi ấm ấm nha. Nước là khoảng chừng 40 độ C đó. Nước mà mình tắm được á. Nếu các bạn làm theo kiểu này khỏi phải đoán, khỏi phải lo là mình pha dư hay pha thiếu. Các bạn có thể lấy một cái bịch ni lông bỏ nước vô để mình làm giống như cục đá chặn á. Nhưng mà mình dùng quen rồi thành ra mình cứ dùng cái này. Mà nếu không đủ sức á, thì các bạn cho thêm nước vào đây. Nhưng mà là đủ sức rồi. Đóng lại là vừa. Mấy tiếng sau là mình ăn được rồi, tại vì mình cho giấm á. Nếu mà các bạn không cho giấm thì các bạn phải để một ngày mới chua. Muối thì làm cho cái dưa của mình nó mặn, còn đường nó sẽ làm cho lên men, thành ra có vị chua. Mình cho chút xíu giấm vô thì mình ăn lẹ hơn, mình kích thích nó, mình giúp nó lên men lẹ đó. Vậy là mình xong. Cái chiều mình có thể ăn được rồi. Các bạn làm dưa giá cũng giống như vậy nha, các bạn thay bắp cải bằng giá là các bạn làm kiểu này cũng được. Nhưng mà dưa giá các bạn cho hẹ vô thì ngon hơn. Tại vì thường thường giá hay đi chung với hẹ lắm, dưa giá có hẹ thì ngon hơn. Còn không có thì cũng không sao hết, mình làm mình ăn thôi mà. Ở nhà mình tưởng hết ớt rồi nhưng mà còn trong tủ lạnh còn mấy trái. Mình sẽ bỏ vô đây luôn nha các bạn. Dưa bắp cải muối chua này đó, ngoài Bắc họ hay ăn với thịt đông đó các bạn. Khi mà các bạn làm quen đó các bạn sẽ biết. Giống như cái này nè, thật sự ra mình không cần phải đong nước. Tại vì mình làm quen với cái bình này rồi đó. Thì mình biết, nhắm chừng là mình biết là mình cần bao nhiêu nước. Các bạn cũng vậy nha. Mình làm một lần mình đong thôi. Mấy lần sau là các bạn nhắm chừng. Nhiều đó rau là các bạn biết mình cần 1 lít nước hay là 1,5 lít nước. Nguyên một cái này nếu mà mình làm đầy đó thì thường mình làm 1,5 lít nước hơn một chút thôi, là nếu mà nó đầy tới trên này luôn. Nhưng mà ít khi nào mình làm đầy lắm, mình làm tới như đây thôi. Các bạn chịu khó một chút xíu thì các bạn làm có món rau dưa ăn cho đỡ ngán, ăn với lại mấy món thịt kho hay là tất cả mấy thứ khác đều đỡ ngán. Chúc các bạn thành công trong món dưa bắp cải muối chua này nha. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.
Nếu các bạn muốn nấu mì Quảng, các bạn nên làm sợi mì như vậy.